ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Rồi bây giờ bác, bây giờ quan trọng chỗ này là mình phải giữ cái khô, giữ cái dáng đó lại. Tôi không là việc riêng nha. Không, tôi không biết nhảy. Tự nhiên bắt tôi nhảy. Anh đâu có nhảy gì. Oh. Em cho anh làm gì mà gì đó gọi là gì? Anh muốn tham gia chung mọi người à? Hả? Anh muốn tham gia chung mọi người luôn hả? Là gì? Em nghĩ là lát họ sẽ có một vai rất là đặc biệt dành cho anh. Yeah. Ok, bây giờ anh làm chung em động tác này nhé. Rồi một cái hình dáng. Xoay một vòng hai. Nó đâu phải nhảy. Nhảy là ta nhảy vậy. Đây là hối lộ hả? Đây là chị hối lộ em đúng không? Đây là chị hối lộ em đúng không? Ăn mấy miếng đậu phộng đi, để lát hồi bắn chị nhẹ nhẹ thôi nha. Vậy em bắn chị Ngân hả? Bắn Ngân. Đẩy hai cái đầu qua bắn. Ủa em có bắn không? Không. Không, mấy đứa, mấy đứa dự bị cũng cầm luôn đi. Đứa nào bắn thì đứa đó. Yeah. Còn mấy anh quay phim bình thường nha. What? Dễ thương nha mọi người. Bắn. Cho anh làm bạn bắn phim đấy. Mày thiệt á. Đây là chị hối lộ em đúng không? Bắn chị nhẹ nhẹ. Bắn chị nhẹ nhẹ. Bắn chị nhẹ nhẹ. Lấy đồ lót đi chứ, lấy đồ lót đi chứ. Đây nè, anh phụ anh, mở ra đi anh. Bánh bèo. Nè, này trái cây nè, đó. Nè, ngon. Ngồi có đá banh ăn đồ giống như nhậu vậy. Đồ miền Trung, thiếu bia nữa, thiếu bia. Chả đồ này nọ nữa. Trên dưới thì tất cả những pha lên bóng của U23 đều phải qua đường chơi đội tuyển của nước Sa Lan. Quý vị khán giả thân mến, bây giờ là nghỉ giữa hai hiệp mà Việt Nam mình đang bị dẫn trước 2-1, hiểu không? Cho nên giờ phải cổ vũ cho đội quốc gia U23 Việt Nam mình vượt qua để mà vô trận chung kết nữa, đúng không? Đó giờ.
Tỳ Hoa Gió của Trinh Duyên, Lý Phần Phụ Họa của Lan Ngọc, Thúy Ngân và cô gái đi đứng đẹp Lâm Vĩ Dạ. Còn vài phút nữa thôi, đội tuyển U22 của Việt Nam sẽ tiếp tục đấu thứ hai, hiện tại đang dẫn trước. Nhưng nếu tất cả chúng ta ở đây đồng lòng cùng quẩy lên, cùng ủng hộ các em nó sẽ chiến thắng luôn. Quả đúng đó là tiền vệ số 15 Sao Đi Căng, nhưng vẫn là các cầu thủ áo đỏ thắng hình. Đứng ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hoàn toàn đánh lừa được mà mua căng một cú đá nước của hướng đi chuẩn của đối phương và cú sút làm mất cầu.